Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi theo đường Nguyễn Văn Cừ qua cầu Nguyễn Văn Cừ qua quận 8 theo đường Dương Bá Trạc qua khu đường khu Trung Sơn qua dòng xây luôn và đi cuối đường Dương Bá Trạc. Quý vị sẽ gặp gần đến giao lộ Nguyễn Văn Linh và bên tay trái đó là cầu Ông Lớn, thì ngay góc đó là đường rẽ phải vào là đường số 26 và nhà của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Đây mình thấy lá cờ ngay cái bảng chỉ đường đây đó, đi thẳng ra là đại lộ Nguyễn Văn Linh, còn quẹo phải đây nhà số 2 đường 26 khu Trung Sơn là nhà của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng lễ tang. Đây phía trước quý vị thấy lễ tang ở đây rất là dễ tìm, cứ đi Nguyễn Văn Cừ cuối đường góc bên phải giao lộ với Nguyễn Văn Linh rất dễ tìm. Không biết gì đâu đó, anh không biết gì nữa. Dạ không phải. Dài của mình á, dài đậu cấp á. Ủa là hàng ngày. Dạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.